Dạ em có một mối tình chính thức cách đây 10 năm. Cái gì mà cách lâu như vậy? Hơn 10 năm á chị. Bọn em quen nhau là qua game, game audition. Dạ. Chưa kết hôn mà cũng kêu ông xã bà xã luôn. Dạ đúng rồi anh. Rồi sau bao lâu thì chia tay? Dạ hơn 1 năm ạ. Mời đàn trai. Ngồi đi em. Em chào anh Willy. Rồi, để đây. Rồi, ngồi đây đi em. Chào đàn gái ra nha. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và chào tất cả quý vị và các bạn. Em tên là Lê Văn Nam, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình. Bao nhiêu tuổi? Em 35 ạ. Hiện tại em đang quản lý doanh nghiệp riêng của mình. À, có doanh nghiệp riêng. Về gì Nam? Bên em bán một số sản phẩm giống như giường xếp rồi là xe để hàng. Nói chung là về thương mại. Rồi về thương mại. Dạ. Mời bên đàn gái. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào xin em. Chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Dương, hiện tại em 31 tuổi và đang là quản lý của một chi nhánh trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị đoán là em khoảng 23-24, cái này thật lòng nha, chứ chị không nghĩ là 31 thì em còn rất là trẻ. Cảm ơn chị. Rồi, mình có thể nói một tí xíu về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình không? Ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng và rất hay quan tâm tới người khác. Em cũng đã xuất hiện trong một phim rất là nổi đình nổi đám. Bộ phim đó chiếu vào dịp Tết, có anh Hoài Linh, anh Đan Trường và chị Nguyệt Ánh. Tức là đã từng đi đóng phim? Dạ vâng. À, vậy hả? Dạ. Phim đó là phim gì em? Dạ em không nhớ tên. Diễn viên đóng phim không nhớ tên luôn hả? Đóng phim rồi mà không nhớ tên. Có một phim nhất trong đời chị. Đóng nó một phim đó hả? Dạ. Rồi đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em thì em rất là nóng tính, thẳng tính, là phụ nữ nhưng mà em lại không thích nấu ăn. Đặc biệt thì rất là ham ăn và ăn rất là nhiều. Không thích nấu ăn? Dạ. Mà thích ăn? Dạ. Thậm chí ăn nhiều? Dạ. Còn ưu điểm nào nữa không? Em rất là hay nứt ướt nè. Nhõng nhẽo, mè nheo. Và đặc biệt là tính cũng còn rất là trẻ con. 31 tuổi mà không thích nấu mà tham ăn. Nói chung là cũng nít đó đúng không? Ra ngoài ăn được. Rồi còn em sao? Em thì điểm mạnh của em là em tự lập, sống có tình cảm, có hiếu với cha mẹ. Còn điểm yếu của em thì em hơi cầu toàn, giống như em hơi bị chi phối về cảm xúc á. Lâu lâu giống như em xem mấy cái video mà cảm động á, em hay bị lệ rơi. Cũng chia sẻ xíu là trước đây em có đi làm ở nước ngoài cũng gần 10 năm. Em làm nước ngoài 10 năm luôn? Dạ, sau này em về Việt Nam em mới mở công ty riêng ra làm. Em đi nước nào? Em thì làm việc trên một cái du thuyền quốc tế á. Thì cái du thuyền nó sẽ đi lòng vòng tất cả các châu Á. Em đi khá là nhiều nước. Rồi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em có một mối tình chính thức cách đây 10 năm. Mối tình chính thức đó như thế nào? Bọn em quen nhau là qua game, game audition. Dạ. Là ông xã bà xã trong game. Rồi chính thức ra ngoài luôn. Nhưng mà cũng được hơn 1 năm rồi cũng đứt. Tại vì cái lối sống của bạn đó hơi ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không có hay quan tâm tới người khác. Ủa là sao ông xã trên game là sao em? Dạ bọn em chơi game thì là ghép đôi ở trong game á anh. Dạ. Là kêu ông xã bà xã hả? Dạ đúng rồi, gọi là ông xã bà xã. Rồi xong rồi nói chuyện với nhau hơn 1 tháng rồi là ra ngoài gặp nhau khoảng 2 lần là quyết định là người yêu luôn. Làm người yêu có kêu ông xã bà xã không? Dạ đúng rồi. Cũng kêu luôn? Dạ. Chưa kết hôn mà cũng kêu ông xã bà xã luôn? Dạ đúng rồi anh. Rồi sau bao lâu thì chia tay? Dạ hơn 1 năm ạ. Hơn 1 năm? Dạ. Cho nên bây giờ em muốn kiếm một người biết quan tâm, biết chăm sóc người khác. Không có gia trưởng nè. Rồi. Ga lăng. Rồi. Phải có ý chí cầu tiến cho công việc, có bản lĩnh. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì tương xứng với em, khoảng 1m65-67 gì đó. Dạ, nhìn cũng xem là được. Nói chung nãy giờ em nói bên đây anh thấy sơ sơ anh chưa hỏi, nhưng khoảng 90% bên đây có rồi đó. Về bản lĩnh nè ha. Đúng rồi. Về cầu tiến nè ha. Còn lại gia trưởng không biết có hay không thôi. Em cũng đi nước ngoài nhiều nên là cái tư tưởng em cũng cởi mở. Nên là cái gia trưởng thì đối với em nó không một thế giới hiện đại ha. Dạ, số hiện đại nó cởi mở, không có gia trưởng. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Dài không? Một mối tình trải qua chừng 4 năm là cái thời mà tụi em có đi làm chung ở nước ngoài á. Sau đó bạn ấy có người thứ ba nên là tụi em cũng chia tay.
rằng sau này em có tìm hiểu thêm một người nữa thì chừng 5-6 tháng em thấy cái quan điểm của hai người nó không có hợp nhau lắm nên tụi em cũng không đi về đâu. Có 5-6 tháng chưa có kịp yêu đương gì hết ha. Còn bạn gái, lý do tại sao một mối tình rất là dài mà mình chia tay mười mấy năm nay mà mình không tìm được người yêu hả em? Hầu hết là mọi người đều nói là em khó tính, nhưng mà em thì em không thấy vậy. À, người khó tính không bao giờ nhận mình khó tính và nghĩ mình khó tính cả hả chị? Ừ. Vậy thì bây giờ muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là giống giống như anh Quyền Linh ạ. Giống giống như anh Quyền Linh ạ. Chán ghê luôn á chị. Em ơi, sao anh theo anh Quyền Linh? Mai mốt là phải nhờ ban tổ chức là khi mà đăng ký tham gia với là đừng nêu lên mẫu người lý tưởng như anh Quyền Linh. Ủa, tại vì anh cũng phải sống sao chứ, người ta mới nói vậy chứ. Nếu anh sống mà không sao thì đâu người ta nói vậy đúng không em gái? Dạ, chính xác anh. Anh Linh là về cái gọi là về mọi thứ là hoàn hảo rồi. Chị thấy là giống như bí đẩy ai bị đẩy vô bí quá. Anh Linh là rất là hoàn hảo trước mắt mọi người rồi. Cũng đem anh Quyền Linh ra, đúng không? Hay nhưng mà em vẫn thích ảnh. À, em vẫn thật ra là em đã từng gặp anh Quyền Linh ở ngoài đời một lần rồi. Lúc đó anh dẫn chương trình ở gần nhà em á. Như vậy là mình cũng có duyên hôm nay gặp lại đây ha. Dạ. Còn yêu cầu của em thế nào em thông báo cho bà mối biết đi coi được không? Nói chung là ngoại hình dễ nhìn xíu. Biết quan tâm chăm sóc gia đình. Anh quay quay nhìn em nè. Không qua cửa này được là không qua gặp bên kia đâu. Chị Nam Thư quá xinh. Cảm ơn anh. Anh trải qua 2 mối tình rồi đúng không? Có một mối tình dài. Dài khoảng 4 năm. Tức là nếu mà một người đã đi cùng với mình trên cái hành trình 4 năm đó, hầu như là ngày nào cũng tiếp xúc đúng không anh? Dạ đúng. Vậy thì tại sao nó lại đổ vỡ? Có một cái quan điểm gọi là khác tôn giáo, sau này làm cho cái tư tưởng bạn đó say nắng một người khác. Vậy chúng em chia tay. Anh có rút được kinh nghiệm gì sau 2 cái cuộc tình mà anh đã đổ vỡ không? Thì em nghĩ là em sẽ cố gắng hơn. Là cố gắng để chăm sóc nhiều hơn và mình sẽ tạo được cái niềm tin và sự an toàn cho bạn. Chính xác, phụ nữ cần nhất 2 điều: niềm tin, an toàn nha. Em, chị thấy là được đó, nhìn ảnh hết sức là trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ, cảm giác hết sức là an toàn. Để coi cái mắt đàn gái cái đó. Em không muốn coi. Để anh coi trước coi sao nha. Đây, đàn gái đây. Xinh. Xinh. Bước qua một bên. Ồ, vậy hả? Xinh như một xinh cũng phải bước qua một bên. Rồi, bước. Dạ, yeah, chào anh. Cũng xinh. Xinh, trắng thấy không? Trắng trẻo ha, dễ thương. Nhưng vấn đề còn lại thế này nè. Một cái người mà gọi là đàn ông mà quá bản lĩnh như thế thì mình có sợ mình gọi là mình thua thiệt người ta không? Dạ không. Bản lĩnh như vậy thì sẽ chăm sóc là bộ vai vững chắc cho em. Nhưng mà nếu như vậy thì có ghen không? Chưa biết được anh. Không có phụ nữ nào không ghen hết. Tùy theo lúc nào mới ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đi cho hai bên gặp mặt đi. Đại diện đàn gái đi. Em đi với chị dâu của em ạ. Chào đàn gái nhà Minh. Chào đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư và chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em thì thấy bên bạn nam này thì ok đó, được đó. Mong là hai người cho nhau cơ hội để mà hẹn hò, tìm hiểu nhau. Được là đường sao? Đẹp. Đẹp trai nè, cao to nè, có việc làm ổn định. Thấy cũng tình cảm á, cũng quan tâm á. Vậy ủng hộ ha. Dạ. Rồi, cảm ơn đàn gái. Cảm ơn anh trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và anh trai. Dạ, chào bác. Chào anh trai. Dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, vui tính. Chào cô Nam Thư. Dạ. Cô là mẹ của Nam. Cô thấy là cháu gái bên này cũng được. Cũng mong là hai cháu cho nhau cơ hội. Có phải làm dâu không? Dạ, dạ thì không phải làm dâu ạ. Mà thích làm dâu được không? Thì cũng thích làm dâu thì làm, mà không thì cũng được. Dễ quá. Dạ. Rất là dễ. Buôn dâu mà gặp vợ chồng vậy cũng dễ thương. Dạ. Dạ, hiện tại thì em thì đã có mua nhà riêng rồi. À, có nhà riêng hả? Còn mẹ thì sống với anh. Hay quá. Dạ. Vậy là khỏe rồi đó. Khỏe. Thôi, mình mở cái rào ra cho hai đứa gặp mặt đi dạ, nha. Dạ, đúng rồi. Dạ, mở bây giờ rào. Xin mở rào. Chào bạn. Mình có món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Cái món quà này là em
đã mang về trong một chuyến lang thang đi du lịch bụi ạ. Em mong là anh sẽ vừa lắm. Anh có thể mở ra không? Dạ có. Cái hình này là cái bảng chữ cái của bên Lào ạ. Em mới đi phượt hồi Tết vừa rồi. Khá là đẹp. Cảm ơn em. Dạ. Thôi để anh bàn đi em. Thôi chúng ta bắt đầu trò chuyện ha. Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh. Thứ nhất là sau này khi mà anh có vợ rồi á, nếu như vợ anh không đi làm thì anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể nuôi được gia đình gồm có hai vợ chồng này và hai đứa con, và bên cạnh đó là chăm lo cho bố mẹ bên nội bên ngoại, tức là hàng tháng mình phải gửi tiền về cho bố mẹ tiền á. Hiện tại thì cái đó đối với anh thì có thể làm được. Còn trong cuộc sống sau này thì anh sẽ cố gắng để làm những gì tốt đẹp nhất để phát triển cái gia đình mình. Còn câu hỏi thứ hai, em là người rất thích đi du lịch và mỗi một năm em đi như vậy ít nhất là một chuyến tới hai chuyến hoặc có thể hơn. Thì không biết sau này ví dụ như mà em lấy anh á, thì có gia đình có con rồi nhưng mà em vẫn muốn đi như vậy thì anh có ủng hộ hay không? Tại vì có một số cặp vợ chồng khi mà có con rồi thì người chồng muốn người vợ là phải ở nhà chăm con hay là chăm sóc cho gia đình, là nấu ăn này nọ các kiểu mỗi ngày như vậy. Thì em không có đồng ý với cái quan điểm như thế. Đi du lịch anh cũng rất thích, tại vì anh đi du lịch nhiều mà. Cái chuyện mà ở nhà chăm con thì anh cũng không phải là khắt khe lắm. Tức là cái khả năng tài chính của mình, muốn đi được nước nào đó thì mình sẽ cùng nhau đi. Và đó là cái hạnh phúc thực sự của gia đình mình. Em chia sẻ thêm chút xíu nha. Ở Việt Nam mình thì em đi gần như là hết rồi. Chỉ còn có vài tỉnh chưa đi thôi. Còn ở Đông Nam Á thì em đi khá khá, và châu Á thì em đi được vài nước. Thì sau này em mà đi á thì em chắc chắn là em sẽ đi những nước tiên tiến hơn. Thì châu Âu. Châu Âu. Dạ đúng rồi. Châu Mỹ, dạ, châu Phi. Dạ chính xác. Thì nó tùy thuộc vào cái tài chính, tùy thuộc vào khả năng của mình đi tới đâu đó. Nếu giờ mình mà không có đáp ứng được đủ để đi tới châu Âu á thì mình đi dần dần nó tới vậy. Cho nên em mới muốn hỏi anh là anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể tài trợ được cho em đi những chuyến châu Âu, châu Mỹ là xa hơi không? Cái đó thì nó còn một cái chặng đường dài đó. Nếu kẹt mà chưa đi được ba châu đó là tạm thời mình đi châu Đốc trước đi. Đi châu Đốc trước đi. Thì từ từ tới mấy châu kia. Ví dụ em đi là em muốn đi một mình hay là em muốn đi với ảnh, cả gia đình cùng đi, hay là cái sở thích của em là sẽ phải đi một mình thôi? Tất nhiên là em muốn đi ít nhất là phải hai mình rồi. Dạ. Còn nhiều hơn là cả gia đình thì càng tốt. Vậy thì quá dễ đúng không anh? Anh muốn còn chưa được nữa. Cũng khó lắm á. Nó phải tùy thuộc vào công việc, tùy thuộc vào kinh tế, rồi thời gian, rồi công việc nó có liên quan đến không nữa. Một người đi, một người bận rồi sao? Thí dụ Ví dụ nhưng mà anh bận quá nhưng mà em vẫn muốn đi, em có thể tự đi một mình luôn, anh có đồng ý không? Cũng không sao, nếu như mà em cảm thấy vui anh cũng ủng hộ thôi. Anh nói ở đây là trước rất là nhiều người làm chứng cho em về cái vấn đề anh nói nha. Anh hiểu. Nếu mà một tổ ấm mà khi mà em đi chơi một mình mà em cảm thấy vui, mà cảm thấy hạnh phúc thì không sao, nó là chuyện bình thường đấy. Dạ. Hy vọng là anh sẽ làm được những điều như anh nói. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Trước khi bấm nút, bạn có muốn tặng bạn gái một món quà về tinh thần nào không bạn trai? Em có thể đọc mấy câu thơ được không? Đọc đi em. Hai chúng ta chưa bao giờ hò hẹn, nhưng chương trình đã chấp lối đi chung. Vẫn có câu thuyền quyến sánh anh hùng, trên mảng ảo nhưng chân tình và rung động. Đến với anh em là lẽ sống, sẽ êm đềm nơi cánh cổng tình yêu. Mang đắm say thả khắp dòng sông chiều, quả chín ngọt cho dịu tình no gió. Bấm nút nha em người bên kia bé nhỏ, đưa nhau về ta sẽ có mùa xuân. Ok, hay quá. Mình phải sống thật bằng con tim của mình, không rung động, không cần bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Trời, trời ơi. Mẹ. Tôi cũng hồi hộp. Thôi, bớt khó. 10 năm rồi chưa yêu ai, mở cửa trái tim đi nha. Nắm tay nhau nè. Coi như
những cái gì chúng ta đang chia sẻ là chúng ta đang hướng đến châu Phi, châu Mỹ, châu Âu gì đó. Nếu cuối cùng chúng ta quay về châu Đốc cũng không sao, miễn có châu là được ha. Và không thể thiếu một cái nụ hôn đầu tiên. Dạ, để sau nha anh. Đó dạ là quy định chương trình. Được không em? Dạ không, em muốn khất lời sau nè. Để anh hôn tay. Vậy thì ta có thể bấm nút lại. Thôi để em hôn tay. Đó là quy định của chương trình rồi. Em hôn nhá. Không được. Dạ không. Chỉ là một cái hôn má nhẹ nhàng thôi, em cũng không hả? Dạ không. Em có quyền, em có muốn bấm nút lại không? Dạ không. Một nụ hôn trên má nó không là gì hết cô bé à. À trời ơi, thế kỷ thời đại nào rồi, có gì đâu mà ngại. Trời ơi, yêu thương thật sự hoặc là có cảm xúc với nhau thì như anh Quyền Linh nói, không vấn đề gì cả. Rồi. Ở đây á, anh phân tích cho tụi em biết, tụi em hôn thì cũng không ai sướng gì đâu. Tụi em là người sướng thôi. Nhưng tụi anh muốn á là mình chứng minh rằng cái nút bấm đó từ trái tim và những cái gì tụi em nói rất là chân thành. Và cái nụ hôn nhẹ nhàng ấy, nó chứng minh cho cái tình cảm ban đầu mà các bạn có thể có duyên có phận với nhau. Bớt khó chút đi nha. Rồi mình đi châu Phi, qua châu Âu còn hôn nhau nhiều hơn nữa. Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Có thể đi xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng, được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, đây gửi tặng em. Đây là voucher giảm 50% của máy lọc nước Yakio gửi tặng các bạn. Và đây món quà của bạn gái gửi tặng cho bạn. Hãy giữ và trân trọng tất cả những gì có được trong ngày hôm nay và hãy phát huy những cái thuận lợi đó để yêu thương nhau, để tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin chào. Cảm ơn các bạn. Xin mời. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút. Mặc dù có một chút gì đó trăn trở, nhưng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sớm tìm hiểu nhau và xóa tan những cái gọi là khoảng xa đó mà đến gần nhau hơn. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi tiếp theo. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở bộ phận là chăm sóc khách hàng. Vợ chồng ta gây lộn nhau, ta gọi lên em không? Cái đó em chưa gặp. Từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Cũng hơi lâu rồi, từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 5 năm mấy, 6 năm rồi đó. Mời đàn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào quý khán giả. Rồi, và anh ngồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Hai người bên sân khấu rồi đó. Mình nói lớn lên để cho bên kia nghe luôn ha. Yeah. Rồi xin mời. Chào anh Quyền Linh, chào MC Nam Thư, chào bạn gái, chào quý vị khán giả. Chào anh. Mình xin giới thiệu, mình tên là Đỗ Văn Khánh, quê gốc ở Nam Định. Hiện nay thì mình đang sinh sống ở Bình Dương. Công việc và nghề nghiệp của mình thì là tài xế, làm trong khu công nghiệp Tân Cảng Sóng Thần, chủ yếu là soạn hàng bên hệ thống Lotte và giao cho các cái hệ thống. Tức là tài xế đi giao hàng? Cũng là đi trong ngày rồi về, chứ không có phải là giống như là đi biển biệt hoặc là đi xa. Nên là từ xưa giờ nhiều khi cũng có nhiều người hay thành kiến về tài xế. Hay đi xa rồi có cũng nhiều cái... Coi như đi gần thôi đúng không? Nên là đi trong ngày. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, là sinh năm 1970. Mời bên đàn gái. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, chào quý vị khán giả trường quay cũng như là đang xem đài. Chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Như Thi, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở bộ phận là chăm sóc khách hàng. Công việc của mình cụ thể là gì hả chị? Cụ thể là mình chăm sóc trực điện thoại á. Tổng đài điện thoại. Là tổng đài điện thoại. Dạ đúng rồi. Nếu mà là tổng đài chắc nhiều, có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm ha chị. Tổng đài 1080 hả, thấy không? Cái đài mà mọi người hay thường ưu ái với cái tên là đài biết tuốt á. Tổng đài biết tuốt. Là chị trực trên đó. Dạ. Cái giọng nói của chị rất là hay. Vậy là chắc cũng chắc nhiều người kiếm tổng đài. Có khi nào mình trực tổng đài mình nói chuyện với khách hàng rồi xong người ta cứ tìm mình qua không chị? Cũng có những khách hàng hay hỏi danh số rồi là cứ tìm mình hoài vậy đó. Nhưng mà mình thấy rất là vui vì có những khách hàng nhớ mình như vậy. Có chú nhiều khi gọi lên, mình tư vấn cho chú xong, chú nói: "Con ơi, con có muốn làm dâu miền Tây không? Chú cũng có đứa con nó còn ở dậy đó con." Em nghĩ là những người mà làm công việc chăm sóc khách hàng như chị á thì chắc chắn là sẽ tinh tế. Tại mình nghe điện thoại nhiều, mình nghe một hai câu là biết người ta muốn hỏi gì rồi.
Nhưng mà làm như thế nó cũng nhạy cảm cũng... Có những người ta gọi lên ta nói bậy không em? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Rồi lúc đó thì chị xử lý sao? Tính của mình thì nghiêm túc, mình sẽ xử lý vấn đề nghiêm túc. Có vấn đề nào không trả lời được không? Dạ có chứ. Ví dụ? Ví dụ như cũng có khách hàng hỏi khoảng cách từ từ mặt đất lên cái tầng mây gần nhất là bao xa. Trời đất ơi, vậy ai mà rảnh gì trời mà gọi lên tổng đài hỏi khoảng cách từ mặt đất lên tới tầng mây hả? Chính vì thế nên cô gái bên kia rất là kiên nhẫn nha. Đúng rồi, rất là kiên nhẫn luôn đó. Anh Linh khoan cho em hỏi chị em câu nữa nha. Rồi hỏi đi. Chị, ví dụ như có ai gọi lên tâm sự chuyện tình cảm chia tay với chị không? Dạ cũng có. Có cũng luôn có, hả? Đúng rồi. Tổng đài 1088 á thì là cũng có chuyên viên tư vấn về tâm lý tình cảm. Nhưng mà nếu mà khách hàng đó là cảm giác tâm lý của họ không ổn định á thì mình có thể là chia sẻ một chút để họ vơi bớt cái cảm xúc lúc đó. Trời ơi. Khi nào đàn gái bên này cái công vợ việc vợ chồng là... ta gây lộn nhau ta gọi lên em không? Cái đó em chưa gặp. Cô ấy là một người rất là gọi là bản lĩnh luôn, biết có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nên anh đừng có lo. Rồi bây giờ mình nói chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Phần ưu điểm của bản thân mình thì là thật thà, chân tình, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, không có cờ bạc, không có hút thuốc. Trước khi làm tài xế làm nghề công việc gì? Từ trước đến giờ thì bản thân mình là ở ngoài Bắc, trải qua 7 năm lính, xong rồi đi vô thẳng Sài Gòn, tự thân tự lập. Tức là 7 năm quân ngũ hả? 7 năm quân đội, cũng là lính biên phòng ở Huế. Mới đầu vô làm thì làm các công ty, sau đó rồi kiếm tiền rồi đi học tài xế. Rồi sau đó đi lái taxi một thời gian, rồi lái xe của các công ty. Cũng bôn ba quá hả? Nhưng mà anh ở đây với ai? Đến năm 2000 thì là lập gia đình. Ồ. Và có một bé trai là 15 tuổi rồi. Nhưng mà hiện nay thì hai vợ chồng tức là đã chính thức là ly dị là khoảng 2 năm nay rồi. Con trai 15 tuổi con rồi? Con trai 15 tuổi. Ở với ai anh? Thì năm đầu tiên á thì mình nuôi bé trai nhà ở Bình Dương. Nhưng mà đến năm thứ hai cũng vì lý do là mình ở có một mình, gia đình người thân cũng không có. Thì nhiều khi có công việc đi ra ngoài, không có ai trông bé dùm. Cho nên là mẹ bé cũng không yên tâm. Thế nên là mẹ bé là xin về nuôi, gửi về dưới ông bà ngoại ở dưới Lâm Đồng. Thì hiện nay là ông bà ngoại đang giữ dùm bé. Tất cả mọi vấn đề thì cái phần hỗ trợ về kinh phí tất cả thì hàng tháng là mình có chu cấp đầy đủ. Ở với ông bà ngoại thì rất là thoải mái, nhà dưới quê mát mẻ, rồi ông bà chăm cháu thì cũng rất là thoải mái. Còn bây giờ rất anh ở đây, anh ở một mình. Còn hiện tại thì mình cũng đã có nhà ở Bình Dương rồi. Tức mua nhà Bình Dương rồi. Nhà Bình Dương rồi, nói chung là nhà cũng ổn định, cũng có thu nhập ổn định rồi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Bên đàn gái đường tình sao? Em thì từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình đầu của em là vào năm 26 tuổi. Tụi em quen cũng được khoảng... gần 3 năm, cũng tính đến chuyện cưới hỏi nhưng mà mình phát hiện là bạn ấy lăng nhăng, thế là mình quyết định là dứt khoát chia tay luôn. Trong đầu của mình từ nhỏ cho tới lớn á, không chấp nhận việc không chung thủy cũng hơi lâu rồi, từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 6 năm rồi đó. 6 năm rồi hả? Dạ đúng. Chị đăng rồi, ký chương trình gái. Anh bên đây đã từng lỡ một chuyến đò rồi đó. Dạ. Em có ngại điều đó không? Nếu mà ở độ tuổi này, đến thời điểm này mà chưa có gia đình thì mới là có vấn đề. Nhưng mà đối với vấn đề của anh như vậy thì em thấy không có vấn đề gì hết. Vậy là tốt rồi. Thôi mình bỏ chuyện cũ đi. Ai cũng có những cái cuộc sống riêng, ai có những kỷ niệm, những ký ức. Bây giờ mình làm lại từ đầu, biết đâu nó sẽ đẹp hơn. Những ký ức của mình thì sao? Em muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Người đàn ông mà em muốn bước với em trong cái cuộc đời sắp tới á, đầu tiên là phải là chung thủy, sau đó là nhân hậu. Em nghĩ những người nhân hậu là những người sẽ suy nghĩ cẩn thận trong cái lời nói và hành động của mình, thì sẽ không có gây tổn thương đến cho người khác. Đàn ông lúc nào phải có tài, đó là chuyện đương nhiên. Nếu một người có ý chí cầu tiến á, thì em nghĩ là vấn đề nghèo khó mình không phải lo. Tức là những vấn đề mà em cần chủ yếu là về cái nhân cách. Nãy giờ em nói thì em cảm nhận ảnh như thế nào? Em cảm nhận anh bên đó là ảnh có sự trưởng thành, chín chắn và ảnh chân thành. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Anh thấy ổn đó. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ, rất vui khi anh đến tham gia chương trình. Chị nói là chị đăng ký chương trình 5 năm rồi. Dạ, 6 năm rồi. 6 năm. Dạ, 5 năm mấy? 6 năm ạ. Từ 2013. 6 năm. Từ 2013 năm 2019. 6 năm thì chương trình mới có thể tìm được một cái người có thể hợp. Em nghĩ là anh chị ơi, mình coi đây như là một cái duyên ha. Cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Về ngoại hình thì tương đối dễ nhìn một chút, xinh xắn, gọn gàng, cao trên 1m55. Trong cái tính cách thì là phải thật thà, chung thủy, hướng về gia đình, quan tâm, chia sẻ. Chị em năm nay 34 tuổi, anh sinh năm 70. Thì cái khoảng cách
tuổi tác cũng lớn, anh nghĩ như thế nào về điều đó? Đối với mình thì tuổi tác không thành vấn đề. Còn chị nghĩ như thế nào về cái khoảng cách tuổi tác? Về khoảng cách tuổi tác thì chị không thấy có vấn đề. Tại vì là ở độ tuổi đó là mới có thể là có đủ sự trải nghiệm. Phụ nữ mình là rất thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Với cái sự trải nghiệm của anh như vậy thì có thể là có rất là nhiều bài học cho mình. Hay quá chị, đúng là nhân viên tư vấn. Cái giọng nói của chị là nó ngọt ngào rồi với cách chia sẻ của chị. Em thấy thực sự là hai anh chị rất hợp, bởi vì chị là người lắng nghe điện thoại thôi, thậm chí có thể chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ, muốn chi là người thân quen của mình nữa. Rồi bây giờ là mình giao lưu với người thân ha. Chị hôm nay chị đi với ai? Mình đi với chị đồng nghiệp, những người bạn thân của mình. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Lâm Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Mình là đồng nghiệp và cũng là coi như là chị gái của bé Thi. Bé Thi rất là hòa đồng, vui vẻ, rất là tình cảm, sống biết trước, biết sau. Anh bên đây thì chị nghĩ là cũng hợp với những cái mà tiêu chuẩn em đưa ra, bởi vì anh cũng rất là phúc hậu. Chị nghĩ là tùy em ha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tài đi với ai? Dạ, hôm nay đi với là anh bạn thân với lại hai cháu. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Dạ. Và khán giả trường quay. Tôi là Trần Văn Lực, bạn đồng nghiệp và bạn thân chí cốt từ quê. Theo tôi á thì thấy hai bạn là cũng, nếu mà có duyên gặp được hôm nay là cũng tiến tới hạnh phúc hôn nhân là. Rồi, cảm ơn anh. Giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Đầu đi anh trai. Chào em. Chào anh. Anh có lớn hoa tặng em? Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà gửi cho anh. Đây là cái tinh dầu thơm, có thể là giúp tinh thần của mình sảng khoái. Hy vọng là anh có thể là minh mẫn hơn khi trong lúc lái xe. Quá tâm lý luôn. Em có cái sự cảm nhận gì từ hồi nãy giờ mình chia sẻ qua cái bức rèm này không? Thực ra em đang run. Tại vì công việc của em chỉ trực tổng đài qua điện thoại, tiếp xúc với khách hàng, nhưng mà giao tiếp trước đám đông như thế này thì hơi run, hơi hồi hộp. Thường vào thời gian rảnh á, anh có sở thích làm gì? Đối với anh thời gian rảnh thì đi uống cà phê hoặc là nghe nhạc. Ngoài ra anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Cuối tuần hay là những ngày lễ thì anh em có tụ tập bạn thân, gia đình đó thì cũng có nhậu nhạc chút đỉnh rồi karaoke. Em cũng thích cái không khí gia đình ấm áp như vậy. Anh thì cũng thường rèn luyện sức khỏe nên là tập thể dục, đi bộ hoặc là chạy bộ gì đó. Em cũng rất là thích chạy bộ và cũng có thỉnh thoảng cũng hay tập thể dục. Công việc của em thì thường là em làm cái thời gian làm là như thế nào? Em sẽ làm giờ hành chính, tại vì cổng đài của em là trực 24/24, thành ra sẽ có những cái ca mình sẽ làm về đêm. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Em làm từ hồi em đăng ký bạn muốn hẹn hò. Bây giờ em cảm thấy cái công việc này là em có hài lòng hay không? Em rất là hài lòng. Suy nghĩ của em là em thích giúp đỡ nhiều người, và công việc này của em có thể giúp đỡ được rất là nhiều khách hàng. Em rất là hài lòng về công việc của mình và yêu thích nó. Giống như là hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Nếu mà là em sẽ thích chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là thể hiện được cái cá tính của mình. Dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, đó là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ tới rồi, chắc chắn là phải có, nhưng có thể là một. Còn trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sao mình chịu. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình. Anh thấy cái chương trình này rất nhiều ý nghĩa, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Đứa cháu học đại học của anh á, đăng ký cho anh. Tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người, tức là thấu hiểu, đồng cảm. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy trong lĩnh vực của gia đình ấy, từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Mong rằng thì mình cũng cho nhau một cơ hội, đây cũng là cái duyên. Sau này như thế nào nữa thì cũng có thể là tùy duyên. 6 năm chờ đợi như thế, 6 năm có tưởng tượng ra một người hôm nay ngồi như mình như thế này hay không? Và sau 6 năm gặp cái người này thì em cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên là em run. Tại vì nào giờ em chỉ có một mối tình thôi. Em cũng hơi ngại tiếp xúc với con trai một chút xíu. Nên là em gọi anh hơi bị bỏ rối.
Bối rối đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 6 năm gặp một đối tượng là thấy bối rối là được rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Trước phụ nữ thì mình cũng rung động một chút xíu. Có rung động. Nhưng mà cái này thì... Anh nói lớn lên. Thật sự về cái cảm nhận đầu tiên của mình á, có một cái gì đó trong cái cảm nhận đầu tiên á, nếu mà cái bản chất của mình á, cảm nhận mình cảm thấy thích một cái gì đó thì mình rất là thích, mà cảm thận nó cảm thấy không đạt tới cái đó thì mình có thể là cái tư tưởng mình nó không thông. Rồi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. Chúng ta để tay mình nút bấm và kiểm tra lại đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Phải thì bấm, không phải thì chúng ta dành cơ hội để cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Bởi hai anh chị cũng lớn rồi, ta suy nghĩ kỹ chín chắn rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sao không bấm? Mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động mà. Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi với anh đó. Anh cứ bày tỏ chân thật cảm thôi. Xúc của mình không có vấn đề gì cả. Thì trước khi bấm thì Linh có hỏi anh nói là chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Chúng tôi vẫn trân trọng cái quyết định của mỗi người. Mình không bấm thì mình nhường cơ hội để cho nhiều người khác nữa. Bởi vì trên truyền hình có rất là nhiều chàng trai có thể bấm cho cô ấy. Nhưng mà chỉ tiếc cái anh nói cái câu mà là hãy cho nhau cơ hội thôi, là đâm ra cái người đối diện người ta hiểu lầm. Thôi không sao, bấm hay không bấm cũng không quan trọng. Có thể em bấm, mình nghĩ sao mình nghĩ vậy. Người khác không bấm, mình vẫn bấm. Đó là suy nghĩ của mình ha. Tôi nghĩ rằng anh chị cũng đã duyên đến đây 6 năm chờ đợi, tiếc quá. À không sao cả, quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh đang xem truyền hình, thì hãy gọi điện thoại về tổng đài. Gọi về tổng đài biết tuốt gặp chị Thi. Đó, gặp chị Thi còn rồi sau đó rồi xin thông tin hay cái gì thì cứ việc nha, thoải mái nha. Chị của Thư làm tổng đài nha mọi người, chị Thi nha. Cảm ơn chị, cảm ơn chị hôm nay đã đến tham gia chương trình. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rất tiếc hai anh chị không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn cưới hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Rất tiếc là hai người không bấm nút, nhưng tôi hy vọng rằng hai người sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương của mình. Chúc cho hai bạn sẽ may mắn và thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc cho anh Khánh sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị Thi. Đây, em đưa chị xuống. 6 năm một chặng đường rất dài, cô ấy đã bấm nút với nụ cười rất là tươi. Và tôi tin chắc rằng rất nhiều chàng trai đang nhớ nụ cười đó. Em cảm thấy là thực sự tổn thương khi như anh nói, chị Thi chờ đợi chương trình 6 năm. 6 năm đăng ký bản hẹn hò mới đến và tham gia chương trình. Trước đó thì tất cả chúng ta đều chứng kiến họ nói chuyện với nhau như thế nào. Và em đang hy vọng một cái kết thật sự có hậu. Nhưng mà... Anh hiểu cảm giác của em, và cũng là cảm giác của rất nhiều người theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh trai không rung động, anh ấy không bấm. Nhưng tại sao anh không thành thật với cảm xúc của anh ngay từ đầu? Tại sao anh nói là hãy cho nhau cơ hội, anh lặp đi lặp lại câu đó ít nhất là 2 lần. Nhưng mà cuối cùng anh lại không bấm. Nhưng cuối cùng con tim ảnh lại không rung động ở giây phút cuối. Người ta thường nói có những giây phút đá bù giờ vẫn thất bại. Không sao cả, đó là cuộc sống như thế em à. Anh hiểu cảm giác của Thư ha. Phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau. Cuộc sống nó luôn luôn như thế. Không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu. Thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi, cứ để nó ra đi. Tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái tên Thi. Như Thư đã nói, chị Thi của Thư làm ở tổng đài biết tuốt. Các anh ngồi xem truyền hình, muốn xin thông tin của chị, hãy gọi về tổng đài nha mọi người. Và hy vọng là anh nào gọi về tâm sự, chia sẻ với chị của Thư thì
hãy luôn thành thật với cảm xúc của mình ngay từ phút ban đầu. Thật sự là nãy em không có dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt chị Thi, nhưng mà tại vì em thấy chị Thi lúc nào trên mặt chị cũng cười cũng rạng rỡ. Một người con gái bản lĩnh, tự tin, một người con gái nụ cười luôn tỏa sáng. Hy vọng rằng chị ấy và anh ấy sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Con nấu ăn dở lắm, con hay quên. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Thì dạ. Đó, anh lý tưởng thôi, giống chú Quỳnh Linh. Em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những việc khác nữa. Xin mời nhà gái. Chào con Hồng Quân. Đây. Rồi, mời anh trai ngồi. Cưng giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Con tên là Trần Thị Cát Phương, con năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là con đang làm thu ngân. Thu ngân, ở đâu? Dạ, con làm ở quận Nhất ạ. Mà đợt dịch vừa rồi thì cửa hàng con đã đóng cửa nên bây giờ con đang tìm một nơi làm mới ạ. Rồi nhà mình ở Sài Gòn luôn hả? Dạ, con sinh ra và lớn ở Sài Gòn, con ở quận 8. Xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Hồ Tân Hồng, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Quê em ở Đồng Tháp và hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Dạ quận 7, đang có công trình quận 7. Rồi quận 7 qua quận 8 cũng gần ha. Rồi nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con sống tình cảm, con biết vẽ. Còn khuyết điểm của con hơi nhiều chút là con hơi ít nói, với lại là con nấu ăn dở lắm, con hay quên nữa. Dạ. Còn bạn bên kia làm sao? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không biết hút thuốc. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Nhắc gì ăn bị gói quá. Rồi bạn đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm 22 tuổi, được 2 năm. Rồi mối tình gần đây nhất là cũng 2 năm, con chia tay được mới 1 năm rồi. Còn nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Yêu xa cho nên là tình cảm cũng nhạt dần. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Tỷ lệ bên đó là thua bên đây rồi đó nghe. Bên đây người ta có hai mối tình thôi. Chào chị em. Rồi bây giờ cưng muốn cái người bạn gái của cưng phải như thế nào? Dạ vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới. Đừng nói biết nấu ăn nha. Tóc dài. Không cần biết nấu ăn đúng không? Chứ bên đây là người ta không biết nấu rồi đó. Quan trọng là tinh thần về học mà, chị ơi. Dạ. Gia đình hai đứa lấy nhau thành gia đình mì tôm. Rồi cái điều mà em không thích ở bạn gái là gì? Bạn gái là đừng có xâm hành. Cái tình hình kinh tế bên nhà gái bên tôi vì hiện giờ là đang cực kỳ suy thoái. Là tại vì cái dịch vừa rồi cho nên bên nhà gái chúng tôi hiện giờ đang thất nghiệp. Bên nhà trai thấy sao? Có cu mang nổi hay không? Chắc cũng được chị, chắc cũng được chị. Được đúng không? Kỹ sư xây dựng mà gì? Gói thì bao la. Bao la đúng không? Dạ. Gói bao la. Bao la. Bánh bao vô tư. Cứ mì gói bánh bao hoài luôn. Này, chào em gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Sao buồn vậy? Dạ con hơi hồi hộp. Hồi hộp cười tươi lên. Trời ơi bà mối Hồng Vân đây mà để cho cô gái buồn quá con. Bây giờ con thích người đàn ông của con mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng con là giống chú Quyền Linh. Này đẹp trai giống đẹp trai hơi, hơi đẹp trai hơn chú Quyền Linh, Linh được luôn không á. Đẹp hơn chú Quyền Linh được không? Mặt dạ, được. Da đen hơn chú Quyền Linh không? Da xem chú Quyền Linh ha. Nói chung là em trai. Cao nhiêu em? Để cao nhiêu vậy? Dạ 1m68 à. Bây giờ hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với mẹ. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, chào khán giả trường quay. Theo tôi nhận thấy thì cậu trai này dễ nhìn, thấy dễ mến. Dạ, cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi nếu hai con có cho cơ hội thì tìm hiểu nhau. Bây giờ là em trai, ai đi với em giới thiệu cái coi. Dạ em đi với mẹ, bạn thân, mấy anh chị đồng nghiệp trong ty với hai anh em họ. Chào quý vị khán giả trong trường quay, còn chào bên đằng gái, chào cháu. Dạ con chào cô. Cháu gái bên này thì giòn cũng dễ thương, dễ mến. Nếu được thì hai con cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ nè, đàn gà trai á, mình nói vài câu với đàn gái đi. Mình giao lưu chút đi, hai bà xui tương lai. Hai bà xui đó. Đúng rồi. Chào cầm video đi chị. Rồi. Chào chị. Nếu mà được thì hai cha mình làm xui ha chị? Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Dạ em nay là 53 tuổi. Còn chị?
Tôi năm nay 55 ạ. Dạ. Rồi dạ, dạ xin chị dạ, em nếu à. Có cơ hội hai chị em mình làm xui. Dạ, rồi hai chị em bước tới ôm giao lưu cái đi. Ừ đó. Trời ơi, tình cảm biết đâu. À. Bây giờ mở rào thôi Vân. Ừ, đúng rồi. Mở rào. Mở rào. À. Anh có món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Anh mở cái hộp ra coi là gì chẳng. Hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa dạ. Là sao cưng? Dạ, em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái nữa, gửi những lời yêu thương bạn gái. Dạ em cũng có món quà tặng lại anh. Gì dạ nói đi. Dạ món quà này là bức tranh, không phải bức tranh em vẽ đẹp nhất mà là bức tranh ý nghĩa nhất đối với em, là em vẽ cái bộ áo cưới mình ao ước ạ. Em thích làm thiết kế hả hay sao? Dạ đúng rồi, ước mơ của con là làm thiết kế. Ok, cái này chắc bỏ nghề thu ngăn đi làm thiết kế. Đâu, được, mở cho khán giả coi coi đẹp không. Đó cái mẫu áo cưới của cổ đó. Con vẽ đó hả? Dạ. Xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Không, vẽ được vậy là xuất sắc đó. Đó. Cái này nếu mà con đo cô Vân con Mai khác kịp chú nha. Tại sao mình không đi học thiết kế đi? Dạ tại vì con hồi đó con có học thiết kế nhưng mà tại vì điều kiện gia đình không cho phép nên con bỏ giữa chừng con đi làm à. Chắc là học phí cao hả? Dạ. Thiết kế thì một khóa thì khoảng bao nhiêu con? Gần 20 triệu. Bên nhà trai coi sao. Để nhà trai lo. Trời ơi tưởng cái gì cũng lớn lao. Bây giờ con có muốn đi học lại không? Ăn mì tôm để dành được. Dạ. Được, em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác đó. Nữa em dễ thương quá. Dạ em rất là. Ngoài tiên liệu luôn đúng không? Dễ thương dạ, ngoài rồi, tiên ngoài. Thấy bé mặt nó cứ buồn buồn á. Em cố gắng làm sao về em cho nó cười hoài đi. Chị thấy nó uất cái gì mà mặt nó cứ buồn hoài. Ừ. Con cười tươi lên nào, cười tươi lên rất là đẹp. Ờ, hiện tại em đang làm ở đâu ạ? Thất dạ, nghiệp, tại nó ta thất nghiệp mà hỏi. Ủa đau quá ta. Thì thôi thu ngăn này thôi về. Nhà thu tiền của anh cũng được. Nó giữ tiền của anh xong đi học thiết kế dạ, đúng không? Đúng trời dạ. Nói thấy thương hết sức luôn rồi. Nếu mà hẹn hò thì một tuần mình gặp nhau mấy lần à? Dạ em nghĩ quận 7 với quận 8 nó gần, chắc là một tuần mình gặp mấy lần được à? À anh thì làm ở quận 7 thôi nhưng mà hiện tại đang ở quận 9. Quận 9 với quận 8 cũng gần. Sát bên 8, 9, 8, 9 cái bên quận 7 với 8 7, 8, 9. Dạ đúng rồi. Dạ 7-8 cũng vậy mà 8 vậy. Này cuối tuần này chắc mình triển luôn đi. Ngoài thích vẽ còn thích thiết kế còn thích gì nữa không? Dạ em thích ăn uống, thích du lịch, thích đi chơi với bạn. À anh sao còn đi chơi anh với bạn gì vậy? Đi chơi với anh. Dạ chừng nào có anh thì mới thích đi du lịch với anh. Thì anh thì anh thích thể thao chứ cái nữa giờ thích đi chơi với em. Đó, vậy đó, trời quá. Hay được, hay được nha. Dạ. Ví dụ là được à. Anh ghen có một tí à. Đi đâu đi chơi với ai phải nói để biết, lỡ đi ra ngoài đường hay khơi bị nào bắt cóc rồi sao được. Rồi đừng có nhắn tin liên lạc với người yêu cũ các kiểu, không được. Dạ, cái đó thì em không có à. Còn em ghen dữ không em? Dạ không á. Em thì em nghĩ là ai cũng có những cái mối quan hệ khác ngoài cái mối quan hệ yêu đương, miễn là mình biết chừng mực là được rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Ừ, đúng rồi. Anh có lăng nhăng không ạ? Không, không có lăng nhăng lắm đâu. Không có lăng nhăng lắm hả? Nói chung là anh có lăng, nhưng mà nhăng cũng có. Nhưng lúc nào lăng là lăng, còn lúc nào nhăng là nhăng. Lăng phải cái là nhăng. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh với em cũng xem tuổi cũng lớn rồi. Coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi ở nhà ai? Tại em đang ở nhà quận 9 á. Thì được thì bạn gái về nhà em ở. Anh trai bước tới nắm tay em tay gái. Nắm tay cá hát đi cho nó vui nè. Tay hát bài gì đó nắm tay. Đẹp người phọt phiết đồ ngon lành. Cho anh xin nắm tay. Dạ yeah. Nhìn cô gái hát. Tìm được người con gái
thật dịu dàng dễ thương, với tóc đuôi dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sau chợt tan. Em trái tim anh nó bị em cướp đi rồi, giờ em phải đền bù cho anh là để anh quan tâm chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Dạ. Yeah. Trời ơi, rụng nụ luôn á, rụng nụ luôn. Kiểm tra con tim của mình xem thật sự nó rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy, nắm tay. Bây giờ bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi nói vài lời với bác đi. Dạ bác ơi, cho con xin phép được quan tâm chăm sóc lo lắng cho em. Rồi em gái nói gì với thiệt luôn á. Dạ lòng... chào bác ạ. Con cảm ơn bác đã sinh ra một nửa mà con đang tìm kiếm. Dạ thưa mẹ đi. Mẹ hay má? Dạ thưa mẹ. Đó. Đó. Bên đây nè, không lẽ mình thua. Thưa mẹ. Thôi. À. Và bây giờ là cái hôn đầu tiên nè. Dạ xin phép mẹ cho con hôn vợ con một cái. Dễ thương. Ông muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc, không bị đầu hói. Hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Mời nhà trai. Đây, ngồi đi. Mời nhà gái. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và em chào bạn nữ bên kia. Và em chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Em tên là Nguyễn Mạnh Phước, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống tại Đắk Lắk và hiện tại đang làm việc tại Bình Dương. Em làm kỹ thuật viên của công ty thiết bị y tế và cáp quang. Rồi, mời em giới thiệu đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia và chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay con 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Củ Chi, Hồ Chí Minh. Củ Chi hả? Con ở Củ Chi hả? Dạ, ở Củ Chi ạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên tiếng Nhật. À, giáo viên tiếng Nhật hả? Dạ. Ồ, là dạy ở Củ Chi luôn? Dạ, hiện tại là con dạy ở nhà. Vậy là hợp lý rồi, Củ Chi với Bình Dương sát bên. À, vậy đó hả? Ừ. Chi, Bình Dương sát bên luôn anh. Qua cầu Phú Cường là tới Củ Chi, ý quên tới Bình Dương. Thôi, như vậy là hợp lý ha. Dạ. Em trai, hãy nói cho đàn gái biết những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em là em rất là sạch sẽ, gọn gàng. Em nấu ăn ngon, với lại em không hút thuốc và em không biết nhậu. Uống cỡ tầm một ly là cái mặt tái luôn rồi. Say. Nấu ăn ngon, tốt ha. Dạ, em nấu ăn ngon anh. Được rồi. Rồi, còn bên đây, bạn bên đây nè, điểm yếu, dạ, điểm mạnh. Ưu điểm con là biết lắng nghe với nhường nhịn, chịu. Nói chung là chịu đựng để qua tất cả. Biết chịu đựng đúng không? Dạ. Ừ. Còn khuyết điểm là những gì mà mình bực, mình bị kiểu như là mình ấm ức trong lòng thì không có nói ra với ai hết. Với lại là đi đường hay bị buồn ngủ. Đi đường hay bị buồn ngủ? Dạ, chạy xe hay bị buồn ngủ. Cái tật đó là phải bỏ. Dạ. Nghe. Và cái tật mà ấm ức, mà chấp nhận, mà chịu đắng nuốt cay cũng bỏ luôn. Mình không lý do gì mình phải ấm ức như vậy, mình phải nói ra, mở lòng ra. Dạ. He. Con có mấy mối tình rồi? Dạ con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là năm con học lớp 12. Còn lớp 12 thôi bỏ đi, rồi cái mối tình mối tình theo. Cuối cùng là lúc con mới vừa về nước. Con vừa về nước hả? Dạ. Có nghĩa là con đi học ở đâu? Dạ con đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. À rồi. Con về nước là quen với anh đó là cũng như là mối nhà buôn bán với nhà. Ừ. Nhưng mà cái thứ nhất là không hợp, với lại bị áp lực từ gia đình. Ừ. Nên con đã chia tay. Cái đó con quen được mấy năm?
Lúc đó là mới được có 3-4 tháng à. Dạ. Nay lâu mau rồi? Chúng được 1 năm, hơn 1 năm rồi. Rồi đàn trai. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình anh. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là? Dạ mối ngắn nhất là 5-6 tháng cái thời sinh viên anh. Ừ, còn cái mối dài nhất là cái mối tình cuối cùng. Em lúc đó em cũng còn trẻ lắm, mình muốn bay nhảy, mình muốn tìm tới một cái con đường khác hơn. Ừ. Muốn đi nước ngoài thì em cũng có đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Đi ủa vậy hả? Sinh. Dạ. Ủa hai bạn cùng đi bên Nhật về? Dạ em cũng có đi nhưng mà lúc đó em đi có 1 năm thôi anh. À. Là cái mối tình đó là lúc em học tiếng Nhật năm 2016 đó, em quen bạn gái đó. Khi học xong rồi em đi qua em đó thì hai người khoảng cách xa xôi á. Ừ. Xong cũng ít có liên lạc, kiểu sao mà cách lòng á, tình cảm nó cũng nhạt nhòa rồi, hai người nó cũng không có chung quan điểm á. Ừ. Tụi em đã quyết định chia tay. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Rồi. Ủa, hai bạn này đồng điệu ghê luôn á. Đúng đi cùng đó. Đi xuất khẩu bên Nhật nè. Đúng rồi. Rồi cùng chia tay ở không 1 năm nè. Ừ. Bây giờ hai bạn thử hỏi nhau về bên Nhật vài câu tiếng Nhật đi. Đúng rồi. Hajimemashite. Hai. Nansai desu ka? Watashi wa kotoshi 26 sai desu. Sumi wa nan desu ka? Roku sou desu. Sou desu ka. Ma ima doko ni sende imasu ka? Kuchi kara kimashita. Shimatsu wa jikan atta ra itsu ni de deto desu ne. Hai. Thôi được rồi, đã đủ rồi. Mình nghe mình không hiểu gì, mình cảm thấy mình khó chịu với sợ luôn á. Nhiều khi á nó nói hai đứa nó nói anh có hiểu anh thấy ghét quá rồi bên kia nó bà Hồng Vân bà sao sao đó là chết không có được, không có được. Ông Linh hiểu đó Vân. Hiểu cái gì? Linh hiểu hết luôn á. Hiểu gì dịch tôi nghe coi. Để chút khi nào nó dựng lại dịch sao. Em gái ơi. Em có biết bài Chubasa không? Em biết đó mà em không thuộc nó. Rồi hai người cùng hát bài đó thử xem nào. Vậy anh hát cho em một khúc cho em nghe nha. Rồi, dạ cảm ơn anh. Hai người cùng hát lớn lên luôn nha. 2, 3. Ima watashi no negai koto ga kanai chubasa nagasa ga hoshi kono hosora ni tsubasa o hiroge donde yukitai yo. Bài hát đó là giống như là nói về những loài chim ngoài thiên nhiên như chắp cánh bay xa, những ước mơ vậy anh. Rồi coi như một cái ước mơ đã bay xa. Nói về chim với lại là bay xa rồi thôi. Dạ dạ. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Làm như là ở Nhật lâu chắc cũng giống người Nhật ghê luôn á. Y chang luôn rồi đó. Trời ơi, giống Nhật quá trời đất luôn rồi đó. Bạn này giống mấy con búp bê Nhật á. Dễ thương. Bây giờ ông muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc. Ừ. Không bị đầu hói. Rồi, ông sốc nữa rồi. Ông Quyền lên, ông sốc. Em không có hói đâu. Có người hói thôi, còn nó không có hói. Đi nước ngoài rồi mà vẫn tư tưởng không thích đầu hói là sao? Người ta không thích thì người ta không thích. Tôi nghe tôi bực mình. Ừ, người ta không thích. Tư tưởng tiến bộ là không có hói hiếc gì đây chứ á. Dạ, dạ vậy. Ừ, cưng. Dạ. Cưng muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ, em muốn người gái của em nhỏ nhỏ, xinh xinh. Em muốn một cái người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Em muốn một người phụ nữ truyền thống. Nhưng mà khi đi chơi rồi thì có thể phá cách rồi cho nó tin lên. Vừa phụ hiền truyền thống vừa hiện đại ha. Dạ, dạ. Em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ là hay bừa bộn. Vậy vậy. Nãy giờ hát tiếng Nhật với nhau rồi nói về cái điểm mạnh điểm yếu, em thấy cái bạn này là bao nhiêu phần trăm phù hợp với cái suy nghĩ của em? Dạ em thấy thường thường thì hai người quen nhau thì nếu mà cùng chung cái cách nghĩ, cùng chung cái quan điểm thì nó dễ cái bắt đồng. Ví dụ như bạn nữ bạn kêu là bạn hay là có cái gì hay để trong lòng hay giấu, còn nói ra. Còn cái tính của em á là em là cũng văn quản, là em thật thà. Nói chung cái gì mà trong cuộc sống gia đình hay trong hôn nhân hay là bất cứ một việc gì thì em cũng là người chủ động chia sẻ trước. Em sẽ hỏi, em sẽ quan tâm, em sẽ hỏi là đến khi nào mà người vợ của em hay là bạn gái và em nói ra được những cái sai, những cái lỗi lầm đó, rồi hai người sẽ cùng nhau bàn cách để khắc phục và cố gắng để vun đắp hơn nữa, chứ không được im lặng nếu mà cuộc sống gia đình
mà chỉ có im lặng xong thì chắc chắn nó sẽ rất là dễ đổ vỡ. Đó, thấy chưa? Dạ. Thế tôi nói từ đầu em chưa? Thấy rất là hợp với em nhỉ? Ừ, không có phải im lặng, cái nói gì thôi phải chứ, nói ra. Dạ. Bên đàn gái đó rất là dễ thương, gọn chắc ha, rất là dễ thương, mặt xinh. Nãy mà chị Hồng Vân nói là giống búp bê đó. Búp bê Nhật Bản. À. Em thấy mấy bạn gái Nhật Bản toàn đánh má hồng không? Bây giờ nè, em ngồi dưới đây đi, em nhìn 4-5 người hàng ghế đầu, em coi coi ai là người bà con với cô gái ngồi kế bên. Không, là... em chứ không phải bà con, em luôn. Thì nói gì luôn, nói đây bà là con. Bạn nữ mặc áo jean. Áo jean đó hả? Dạ, áo jean đó. Rồi, vậy đoán sai rồi. Sai quá, sai à, sai. Là bạn áo jean sai thì bạn áo... áo vàng. Đó. Đúng rồi, cái mặt y chang cúp bế mà của Nhật Bổn là đó đó. Dạ, mặt dễ thương mà có sao. Dễ thương lắm. Ừ, trời nhìn ơi, như con búp bê vậy đó. Ừ. À, hôm nay là đi với... Dạ, đi với mẹ, chị và em gái. Rồi, mẹ ơi, mẹ cho ý kiến đi mẹ. Dạ, con chào cô. À, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Giang. Dạ. À, dạ, chào hết bà con có mặt trong trường quay hôm nay. Mình là mẹ của bé Hoa. Nói chung là thấy cháu trai bên này thì cũng được. Thì giờ đến đây cũng một cái duyên của hai cháu, của hai con. Thì cho hai con cứ cho một cơ hội đi, để mà tìm hiểu. Nếu được thì mình hãy tiến xa hơn. Dạ. Xin hết. Dạ, Em gái đúng không? Em là em hả? Em là em gái. Em gái hả? Dạ. Em gái là... nhiêu tuổi? Em gái nhiêu tuổi rồi? Dạ, em bằng tuổi chị. Ủa sao vậy? Dạ, ủa? Em sinh đôi. Xanh hả? Hèn gì mà đôi. Giống quá trời quá đất. Ý, nói nghe nè. Hả? Ví dụ mà quen á, rồi con nào bị lộn không trời? Dạ không. Khác nhau vậy, vấn đề gì nói trước nghe coi. Dạ, khuôn mặt nó khác nhau chứ Quân Linh. Khác chút xíu hả? À, khác chút xíu à, đúng dạ. Không? À, dễ nhầm lắm. Dạ, em ra riêng rồi, em lấy chồng à. À, vậy hả? Mà, cảm ơn gia đình. Còn đàn trai, đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ, với lại cô, với lại em gái, với lại anh với chị. Rồi, dạ, mời ba mẹ cho ý kiến ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trường quay. Và cô chào con. Con chào cô. Cô thấy... à, con cũng xinh, cũng dạ, hiền lành cô. Thì hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Nói chung là hai gia đình hôm nay là đã chứng kiến cuộc nói chuyện này rồi. Bây giờ lại cho hai trẻ gặp mặt đi, rồi hai trẻ cảm nhận thế nào. Đó, nha. Đúng rồi. Mở rào. À, chào em. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng cho em. Em cảm ơn anh ạ. Mở ra nha. Dạ. Đó, coi là gì nè. Dạ, chiếc gối cái đồng hồ. Chiếc gối với cái đồng hồ anh muốn gửi tặng cho em, mang một thông điệp là chiếc gối thì làm bằng đinh lăng. Trong cái đinh lăng thì giúp buổi tối em ngủ sau những ngày mà dạy học mệt mỏi á, thì dạ, em sẽ có giấc ngủ sâu hơn. Rồi sáng ngày sẽ tỉnh giấc dậy mà em đừng quên hẹn giờ đồng hồ. Thì mỗi sáng thức giấc dậy tiếng đồng hồ reo em sẽ nhớ đấy nhanh. Đó là cái thông điệp mình gửi đến em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn gửi tặng anh ạ. Tôi về tôi mua cái gối đinh lăng tôi nằm. Đây là cây phát tài nhà em trồng. À, cây phát tài bước sen này là ba em dầm mưa đi hái. À, nên có ý nghĩa là chúc anh càng ngày phát tài phát lộc hơn. Ừ, cảm ơn. Em đang ở Củ Chi, anh thì chưa có dịp đi qua Củ Chi chơi lần nào hết. Anh hy vọng sau chương trình này rủ anh đi tới Củ Chi chơi cho biết Củ Chi. Dạ. Anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Em không biết nói sao á. Cảm nhận của mình khi mà mình gặp anh lần đầu tiên như thế nào? Cái coi đẹp nè. Đó, có nói là nói tiếng Nhật. Bây giờ xấu hả? Tại sao em cái từ đó anh cũng quên mất rồi. Anh cảm ơn đại với anh quên từ đó rồi. Nhìn anh rất là men. À, men. Cảm ơn. Anh muốn hiểu em là cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Dạ, tin tưởng lẫn nhau anh. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân á, thì em nghĩ là thời gian bao lâu là mình có thể đi đến cái hôn? Cái này em tùy thuộc vào cái tính cách mình có phù hợp hay không. À, nếu như em cảm thấy là phù hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân nhanh. Còn mà không phù hợp thì có thể sẽ kéo dài hơn.
Nên là em nghĩ là tùy duyên thôi. À, mình đến đây thì như cũng là một cái duyên, đâu phải dễ gì mà mình gặp nhau ở trên một chương trình như thế này. Anh mong là em cho anh một cơ hội để cùng em tiến đến hôn nhân. Dạ, em. Và anh sẽ tặng cho em một bài hát nữa. Bài dạ. hát tiếng Việt, giờ là bài hát tiếng Việt. Dạ. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sớt chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, nói thiệt nha, tôi hài lòng về cái bên nhà trai này quá luôn à. Con gái á, là con phải chải tóc cao cao lên chút xíu, con nói chuyện con hay ngẩng lên chút xíu để cái mặt nó sáng lên. Dạ. Tối rồi nó sẽ bị u buồn. Đúng rồi, u buồn đó. Mặt con xinh chứ không phải là gì đâu, đừng có ngại nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm, bắt đầu suy nghĩ để xem cô gái đó có hợp với mình hay không, để xem chàng trai đó có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, và kiểm tra lại xem đúng như trái tim mình mách bảo thì mình bấm nút, còn nếu không chúng ta không cần bấm nút. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Được rồi đó. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha. Chúng ta sẽ cùng đi đến cuối con đường. Một bài hát rất hay, và ngày hôm nay các bạn cũng như thế đấy. Hãy nói gì với người lớn đi nào. À, con xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, cô và em gái và anh chị người kia đã đến đây cổ vũ cho con. Và con xin cảm ơn cô đã đến đây để tham dự buổi ngày hôm nay. Và con xin phép cô cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau ạ. À. Con hứa sẽ tụi con sẽ tìm hiểu và sẽ tiến đến hôn nhân, và sẽ luôn quan tâm và ở bên cạnh em, chăm sóc em trong thời gian sắp tới ạ. Nói với mẹ. Dạ con chào cô ạ. À, con cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. À, nếu mà có cơ hội để làm con dâu của cô thì con sẽ cố gắng hết sức để có thể làm một cô nàng dâu tốt ạ. Rồi. Như vậy là được rồi đó. Giờ xin phép mẹ đi cho hôn vô má. Nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin phép cô cho hôn bé ạ. Hôn bé. Hôn kêu nghe ngọt xớt ha. Thiệt á, đúng là hôn bé luôn á. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ cảm ơn anh. Chờ bạn gái đi. Mỗi một câu chuyện trôi qua là mỗi một lúc chúng tôi đong đầy những cảm xúc trong con người của mình. Và tất cả những người thực hiện chương trình bao giờ cũng mong muốn rằng hạnh phúc sẽ đến với những cặp đôi đã bấm nút bạn muốn hẹn hò. Em ăn rất là nhiều, ăn 20 trứng hồng vịt lộn á. Em quen được khoảng hơn 3 năm mấy. Lý do là em ngày xưa em rất là vô duyên. Bạn đó sẽ cao tầm 1m7, em thích anh Trấn Thành. Nó bên Nhã Phương chẳng hạn. Bên Trấn Thành, bên Nhã Phương ha. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Và xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Đây chị cầm cho. Rồi. Mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn nha. Dạ. Bắt đầu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả mọi người. Em xin chào chị Nam Thư ạ.
Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Hữu Toàn. Em năm nay 30 tuổi. Quê của em là ở Bạc Liêu và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm bếp điểm tâm, nghĩa là làm những món điểm tâm của Hồng Kông. Mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào toàn thể quý vị khán giả và bạn nam ngồi bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Yến Nhi, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên aerobic, cũng là một YouTuber. Kênh của em nói về điều gì? Dạ, kênh của em thì em làm về ẩm thực chị. À, và các món ăn rồi em làm về review các địa điểm ăn uống cũng như trời, các thử thách hợp nhau với các vậy. Thử thách trong ẩm thực. Bên kia là em nói em làm ở nhà hàng nào? Dạ, nhà hàng Bao Dâm Sâm ở Nguyễn Tri Phương ạ. Bữa nào Nhi qua đó review rồi ăn thử xem. Em có sao? Tổ chức anh với Nam Thư ăn bữa không em? Dạ, điều đó chắc chắn là có. Hai bữa được không? Tùy theo khả năng của mà anh với lại chị Nam Thư. Ủa sao khả năng? Có thể mời tụi anh ba bữa được không? Khả năng ở đây là phụ thuộc vào thời gian chứ không phải là về tài chính. À thôi vậy 4 bữa đi. Trời ơi, nghe anh khoái quá. Nhìn anh là biết rồi. Hay quá. Hỏi chi cho con bé nó chặt vậy, thiệt nhìn tình luôn à. Nhìn biết là riết rồi. Tôi ăn cũng không có nổi nhiều lắm đâu. Mỗi bữa chừng vài chục món thôi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Dạ, về ưu điểm của em là em làm bếp thì chắc chắn là em biết nấu ăn rồi. Rồi. Chuyện nhà của em thì em có thể quan sát được hết. Tốt, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là tính của em thì hơi thẳng thắn chút xíu, cho nên có nhiều chuyện em nói thẳng ra khiến cho mọi người cảm thấy là không lọt lỗ tai. Em mới nói anh đó. Nhiều khi mình góp ý thật quá đó. Dạ. Người ta buồn. Dạ. Giống như em nói anh là thấy là biết rồi, anh cũng hơi buồn. Với lại một cái điểm yếu của em nữa là ngày xưa em nói chuyện hơi vô duyên. Thành ra trong cái khoảng thời gian rất là lâu rồi em vẫn chưa tìm được bạn gái. Không, bây giờ em nói có duyên đó. Bây giờ là em sửa đổi được. Bây giờ Nhi, em nói về ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình nè. Em là một người rất vui vẻ, hòa đồng và rất dễ bắt chuyện để làm quen. Ngoài ra thì em cũng có khả năng về ca hát, rất là thích nấu ăn. Thành ra em mới làm về ẩm thực. Dạ. Có một cái thì em không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm thì em ăn rất là nhiều. Vừa rồi em có làm một cái clip là ăn 20 trứng hồng vịt lộn á. Một mình em ăn được 20 cái trứng hồng vịt lộn. Dạ. Hai bạn này mà đến với nhau thì rất là hay nha. Có thể mở một nhà hàng nào đó, tự buôn bán rồi tự nấu nướng rồi tự quảng cáo luôn. Nói về quảng cáo thì chắc chắn em sẽ mời anh là đến đầu tiên để xong quán của em luôn. Vậy đó hả? Dạ. Anh tới anh ăn trước đúng không? Ăn trước luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi em trai. Dạ, em đã trải qua 3 mối tình. Tại trung học em có quen được một người bạn gái, đó là mối tình đầu của em. Em quen được khoảng hơn 3 năm mấy. Lý do em ngày xưa em rất là vô duyên. Mối tình thứ hai của em thì chưa được 1 năm cũng chia tay vì lý do là em vô duyên quá. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì tình gia đình bạn đó có nhiều cái điều bạn trai không đáp ứng được. Điều gì mà em không thực hiện được cho gia đình của bạn gái? Bên đạo. À, em là người Công giáo. Bạn gái ơi. Dạ. Em có đạo không? Dạ, em là người Công giáo ạ. Hay quá. Vậy là hợp lý rồi. Nhi, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên cũng là thời còn học sinh chị. Mối tình thứ hai thì ở thời đại học. Thì mối tình nào nó cũng lâu dài là 2 năm. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Về ngoại hình thì em cao 1m65, nên em hy vọng là anh bạn đó sẽ cao tầm 1m7 trở lên. Có đẹp trai kiểu Hàn Quốc hay là muốn cool boy ngầu ngầu hả? Em không dám yêu cầu vậy, nhưng mà nếu mà được vậy là quá tốt luôn á chị. Em có một cái người mẫu nào về nghệ sĩ gì đó? À, em thích anh Trấn Thành. Em chỉ có một điểm chung là thích trai đẹp. Đúng rồi chị. Gặp trai đẹp có ngẩn ngơ. Trời, em kể chị nghe một lần. Hôm đó là cũng buổi sáng đi làm, bữa em đi bộ. Em đi ngược chiều với lại một cái anh trai rất là cao, lai tây. Mình đang đi, mình thấy quay sang thấy anh này đang đi đối diện mặt mình, anh đẹp quá. Nhìn thì trên bậc thềm nó cao quá, em bước em bị vấp, sao em té lăn ra đó luôn. Trời đất ơi, ảnh có quay lại đợi em không? Đi luôn chị. Vậy thì rút ra mấy người đẹp trai chảnh lắm em ơi. Anh bên đây cũng style cũng Trấn Thành chứ không phải giỡn đâu mà nha. Dạ. Nếu nói so về Trấn Thành thì có nhiều điểm, rất là nhiều điểm em không bằng anh Trấn Thành. Nhưng mà anh Trấn Thành so với em thì cũng có nhiều điểm không bằng em. Đúng rồi, sao Trấn Thành không bằng em quá. Nữa. Chiều cao anh Trấn Thành chắc chắn là không bằng em rồi. À. Sống mũi thì cũng không cao bằng em. Nấu ăn thì em không biết. Nhưng mà về cái nước da thì em cũng là manly hơn Trấn Thành. À em ơi, chị xác nhận luôn, Trấn Thành không biết nấu ăn đâu, em là bỏ xa luôn rồi đó. Ừ, để anh qua anh coi mắt đàn gái như thế nào. Em muốn như thế nào em nói cho anh nghe thử coi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình lý tưởng của em ơi, nó bên Nhã Phương chẳng hạn. Bên Trấn Thành, bên Nhã Phương ha. Dạ em chào anh. À, em dễ thương chứ. Một cái xinh xắn dễ thương khác Nhã Phương. Dạ. Này nhã nhặn, dịu dàng ha. Dạ cảm ơn anh. Em ghét đàn ông ở cái tật xấu nào nhất? Người nếu mà lăng nhăng em không có thích.
anh ta phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng có xòe xòa quá. Anh này gọn gàng, sạch sẽ, khác Trấn Thành được không? Đã phải khác chứ sao giống Oai Trang Trấn Thành được anh. Này thuộc cũng loại trấn nước à. Nhưng mà có được đuôn dừa như anh Thành không? Đuôn, nói chung là body xuất sắc đúng không? Cũng hot boy lắm đó. Trời ơi, quảng cáo dữ vậy. Trời ơi, đàn trai cũng ngon lắm mà, đừng có giỡn. Đàn gái nhà em là hot girl rồi đó. Đàn trai cũng hot đó, ý hot boy à. Chào chị, xin chào chị. Cao. Ê, đẹp trai. Tóc tai thì kia gọn gàng. Ừ. Nấu ăn giỏi. Gu thẩm mỹ ổn ha. Dạ. Quá ổn. Em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là da thì trắng hoặc là nâu nâu cũng được. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ở cái tính cách, cách nói chuyện á, nhỏ nhẹ. Bây giờ em nghe bạn gái bên này nè, nói chuyện. Em tưởng tượng cô bên này như thế nào? Em tin ở cái nhận xét của anh Linh. Quan trọng ở cái người con gái của em là ở đôi mắt mà suy tư á, như hơi buồn buồn á. Đó là mẫu người em rất là thích. Em thích gái nhìn vô thấy mắt buồn buồn hả? Mắt ướt á. Mắt ướt hả? Ờ. Giống như chị vậy đó. Vậy chị là phải tùy theo lúc á, lúc chị buồn mắt chị sẽ buồn. Lúc chị vui mắt chị sẽ vui. Nam nói thư chị... á, khi buồn là ngủ. Khi buồn là ngủ. Mà hồi hộp không? Hôm qua tới với chương trình hôm nay hồi hộp không? Hồi nãy em bước lên trên đây á, em tính hỏi anh Nguyễn Linh là ở đây có máy trợ thở oxy hay không. Điều em không thích nhất ở con gái là gì? Hơi hô hô vậy hả? Cái tạo cho em một cái ấn tượng không có đẹp lắm. Móm được không? Móm. Đừng có móm giống như bà ngoại là được. Móm là như chị nè, chị là móm nè. Chị móm duyên là... nha. Móm duyên đó. Như là móm duyên là đẹp. Còn móm xộm nó khác. Thôi đủ rồi, nên thấy vậy là hiểu rồi. Vậy em có thể gặp được bạn bên kia chứ, em nôn lắm mà. Nôn lắm. Không, mình còn bước gia đình người thân nữa, từ từ bình tĩnh. Nhi, hôm nay em tới đây em tham gia đi với ai? Em đi với dì Út của em với hai người bạn. Dạ, chào dì Út với hai người bạn của bé Nhi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em được xin chào hai em chị dễ thương và tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Cũng thấy cái bạn bên đó thì cũng dễ thương, cởi mở. Trước mắt thì em chỉ thấy như vậy thôi, về sau thì em cũng chưa biết nhiều. Thời gian và cơ hội nếu mà được thì bé Nhi và bạn trai bên đó sẽ tìm hiểu thì em sẽ hiểu nhiều hơn. Rồi, vậy thì ý kiến của bạn thân Nhi thì thấy như thế nào ạ? Chào hai anh chị. Ngoại hình là ok, đẹp trai, sạch sẽ gọn gàng đó em. Tính tình thì không có vô duyên đâu, nói chuyện cũng rất là có duyên. Ẩm thực cũng hợp với em nên chị nghĩ là nếu mà hai em mà tìm hiểu là rất là thuận lợi. Rồi, cảm ơn người nhà của bé Nhi. Hôm nay em tới đây đi, em đi với ai? Dạ, hôm nay đến tham gia cùng với em thì có anh Kiệt là sếp của em ở chỗ làm. Và bạn Huy là người chơi thân với em cũng rất là lâu. Và cùng với một bạn nữa. Đó, đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Bạn Toàn thì rất là chu đáo, biết quan tâm người khác. Bạn gái này rất là dễ thương, xinh xắn. Hai người rất là hợp với nhau. Cảm ơn em trai. Cổng rào sẽ mở ra. Và không gian đó là của tụi em. Mở rào. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay em đến đây thì cũng có món quà tặng cho em. Đây là hoa hồng, tượng trưng cho vẻ đẹp và đẳng cấp. Em xin tặng cho em. Em cảm ơn anh. Em có thích ăn sô-cô-la không? Dạ, em cũng thích. Sô-cô-la thì có hai loại, một là loại ngọt và hai là loại đắng. Anh tặng cho em loại ngọt này. Loại ngọt thì hầu như là ai cũng thích ăn và rất là dễ ăn. Còn loại đắng thì người nào không ăn được sẽ không ăn. Và người nào mà cảm thấy ăn quen rồi, khi mà thiếu sô-cô-la đắng rất là bồn tròn, lúc nào cũng muốn ăn. Anh là loại thứ hai đó. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, ảnh tinh tế quá, ảnh tặng sô-cô-la ngọt. Sợ. Còn ý ảnh là ảnh là sô-cô-la đắng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đây, em cũng không có gì nhiều. Chuẩn bị một ca khúc tặng cho anh và hai MC và cả quý vị khán giả. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên.
lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Đêm hôm nay ta trao những phút đắm say, ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu. Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Hay quá, tài năng. Em trai, dạ. Thấy thế nào? Em hát rất là hay. Em có thích đi phượt không? Dạ thích anh, em cũng có hay đi. Em đang dự định sắp tới sẽ làm những cái clip ẩm thực về miền quê á anh. Vậy thì sau này nếu như có thời gian em chỉ anh đàn nha. Khi mà đi phượt á, mình sẽ cùng chọn một cái địa điểm rất lý tưởng, anh đàn em hát hoặc là em đàn cho anh hát. Dạ. Công việc của em thì thời gian như thế nào trong mỗi ngày ạ? Dạ bình thường thì em một ngày em dạy khoảng 4 tiếng. Và cái khoảng thời gian em đi dạy đó thì em dành thời gian cho việc đi review cái món ăn. Dạ, buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì em sẽ dành thời gian để em đi quay, rồi tối về em tự edit, tự làm một mình em vậy đó. Dạ. Công việc của anh á thì làm bếp mà em cũng biết đó, đi sớm và về muộn. Nhưng mà hiện tại thì anh làm cái công việc bếp này chỉ có làm ca tối thôi. Khoảng thời gian của anh làm là tầm khoảng 4 giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối. Anh nghe giọng em chắc không có nghĩ em là người miền Tây đâu hả? Đúng rồi, anh nghĩ em là người ở thành phố. Dạ, tại em bị lai. Anh cũng bị lai nè, nhiều người nhận xét anh giọng nói giống người Hoa. Anh biết nói tiếng Hoa hả? Biết chứ. Vậy là nửa về nói với mẹ em với thằng em em. Mẹ em, thằng em thì đang làm bên Thượng Hải, Trung Quốc á. Bên Thượng Hải. Sau này về nếu như có cơ hội anh sẽ trao đổi với gia đình em bằng tiếng Hoa. Dạ. Nếu như em muốn học thì anh cũng có thể dạy cho em. Dạ, vậy thì em dạy anh đàn, anh dạy em tiếng. Hai đứa về kết hợp hợp lắm. Bên này á, đàn gái ngồi đàn. Dù em hát hết bài Cảm ơn tình yêu, anh phải ra được món. Trời, quay lên review là bao hot. Mình nói về dự định là hai bạn bây giờ yêu nhau, dành thời gian với nhau thế nào, bao lâu mình sẽ tính tới cái chuyện kết hôn, rồi tài chính sau đó như thế nào. Trước đó em đi Đài Loan thì em cũng từng làm rất là nhiều nơi. Và khi bên Đài Loan về thì em cũng có cái dự định là sẽ đi qua một cái nước khác để làm tiếp. Mà sau khi về đây thì được cái sự động viên từ gia đình. Gia đình em bây giờ thì chỉ còn lại ba và mẹ ở dưới quê thôi. Em có hai chị và hai chị đều lập gia đình hết rồi. Cho nên ba em rất mong em sớm lập gia đình. Này, cha cũng mong có cháu bồng. Hiện tại em đã có công việc ổn định rồi. Cho nên nếu như có cơ hội để mà tìm hiểu một người bạn gái ấy, thì càng sớm càng tốt. Quan trọng là hai người hợp với nhau. Bây giờ chúng ta nói một câu để kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ về người đối diện thế nào? Hy vọng ngày hôm nay mình trao cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em cũng nghĩ giống anh thì luôn, nên cho mình một cơ hội. Anh là một người vui vẻ. Thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Còn bây giờ thì chúng ta lắng lòng lại và chuẩn bị 3, 2, 1. Rồi, nắm tay nhau. Chúc mừng hai bạn đã trở về một đội. Mình xin phép cho mình hẹn hò bắt đầu từ bây giờ. Dạ, con chào gì ạ? Con chào cô. Hôm nay thì có duyên cho nên con có thể gặp được cháu của dì. Và xin phép dì cho con và cháu của dì có thời gian để tìm hiểu với nhau. Con hứa sẽ không bao giờ làm cháu của dì cảm thấy hối tiếc về cái mối quan hệ này. Hai, nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Thủ tục này là phải bắt buộc đúng không ạ? Đúng rồi. Em rất thích thủ tục này. Xinh đàng hoàng, trời, chứ nhào vô hôn liền vậy? Em rối quá. Em rối mà em rối khôn quá. Em ạ. Dạ, em nghe nói là thủ tục thôi chứ thực sự anh cũng muốn điều này. Cho nên em cho anh khẽ chạm vào môi em một lần. Lộn, má. Dạ. Rất là tự tin, rất là thoải mái. Thật sự mà nói thì hai đứa rất hợp với nhau đó. Chúc hai đứa sẽ sớm hạnh phúc và thông báo tin vui cho Nam Thư với Quyền Linh. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia.
và bình nước nóng Atlantic Fast nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng 2 bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân, đi sát bên nhau chờ nhau, thiệt là hợp lý luôn rồi nha. Mỗi lần mà các bạn ấy bấm nút á, chúng tôi cảm giác nó lâng lâng làm sao á, và yêu thương lắm những cặp đôi thế này. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Ước mơ bé bé của em trong việc gia đình đó là em sẽ sinh con trước 30 tuổi. Khoảng cách không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả. Anh ở khúc nào của Vũng Tàu à? Anh ở ngã ba Chí Linh á. Em biết không? Dạ không. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Xin chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh và bạn nam. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồng Nhung, hiện đang là giáo viên dạy trung học phổ thông ở Bình Tân. Và em có một cái biệt danh là Lãng Phong. Tại sao lại có cái nickname này? Dạ, tại vì em thích tự do chị, nên là em muốn làm một cơn gió phiêu lãng. Tuy nhiên là những người thân quen với em thì đều gọi em là một cơn gió lãng xẹt. Một cái sự lãng du nào đó, lang thang phiêu lãng trong cuộc đời này để tìm đến một cái tình yêu nào đó. Và ngày hôm nay anh nghĩ rằng là ta hãy đáp về với tình yêu của mình đang ngồi bên cạnh hàng rào nha em gái. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư và toàn bộ khán giả ở đây, chào cả bạn nữ nữa. Dạ, em tên là Trần Văn Cường và nick của em cũng là Phong, Trần Thuần Phong. Cũng Minh Gió. Dạ đúng rồi. À, em bao nhiêu tuổi? Dạ em 29. Bên kia bao nhiêu ta? Dạ em 27 á. Cũng hợp ha. Mình nói về khuyết điểm, ưu điểm của mình đi. Dạ, thời gian rảnh rỗi em hay viết bài hát lắm. Em viết cho vui rồi em up YouTube à. Tức là mình viết theo cảm nhận của mình thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Vì đa số em viết bài nhạc buồn mà. Nhạc nào thầy hát tặng cho bạn gái bên kia đi. Dạ, về bài hát này là bài hát Quên Đi Để Hạnh Phúc. Giờ hai chúng ta đã rời xa, nơi đó em khỏe không? Tháng tháng năm năm anh vẫn mong em bình yên. Em theo người ta, có lẽ em hiểu ra, chắc chắn em không hạnh phúc đâu. Bởi lẽ hạnh phúc của em chỉ có anh, thế nhưng em đã vui dập đi quá nhanh. Tháng năm dài anh vẫn bước, và anh sẽ không bao giờ chùn bước. Dạ. Hay. Bài này em sáng tác hả Thuận Phong? Bài này em viết lời trên ca khúc của anh Lý Hải chị. Thôi mình không nghĩ một lúc đó mình học về thanh nhạc, mình sáng tác trên cái nhạc của mình. Dạ có, em có viết bài ra beat luôn, nhưng mà em có gửi cho một số ca sĩ. Dạ. Nhưng mà người ta không hát. Mình chưa có tên tuổi. Theo anh á, là em có năng khiếu đi học đi nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ em ngủ nhiều lắm, với lại em hay quên nữa. Rồi, cũng hơi lạ tả chút xíu à. Em giới thiệu về mình đi Phong. À, em thích làm việc tốt. Em có một cái tật đó là em hay me người ta xem người ta có gạt trúng chân không á chị. À. Để em nhắc người ta, gặp người đi ngược chiều lại, họ quên gạt, em nhắc họ, xong họ không nghe. Cái em đi qua rồi em thấy áy náy của em, sợ là họ sẽ bị té, em vòng xe ngược lại, em nhắc họ, xong em đi tiếp. Nên là em dễ bị gánh vô cái mác nữa là bao đồng. Khuyết điểm của em đó là em cần nói hai câu gì đó thì em nói xong câu thứ nhất là em quên luôn câu thứ hai định nói gì rồi. Ủa rồi nếu mà đi dạy mà đang dạy rồi quên giáo án rồi sao? Dạ sao? Không, đi dạy thì em không quên ạ. Ờ, em dạy môn gì? Dạ em dạy văn. Em có thể viết lời nhạc, làm thơ và viết văn được. Nên là nếu bạn em có nhã hứng hợp tác làm nhạc chung thì cũng có thể. Em có thể đọc một bài thơ nào đó mà do em viết. Tự nhiên lại bảo làm thơ, lâm vào tình thế bất ngờ giờ sao. Thôi thì em gửi lời chào, khán phòng ủng hộ rào rào vỗ tay. Ở thơ làm bất chợt chưa hay, cũng may ngẫu hứng cũng may bắt vần. Hay quá. Thơ ngẫu hứng liền tay thấy không anh Linh? Hay quá. Dạ bên em cũng có làm trên 1000 bài thơ chị ơi. Có luôn hả? Dạ. Đọc bài coi. Dạ em cũng làm thơ buồn không à. Kệ. Dạ. Khi anh biết em có người yêu mới, lòng anh buồn nhưng chẳng khóc đâu em. Khóc làm chi khi mộng ước không thành, lưu luyến chi khi tình không xứng đáng. Không có em thì bầu trời vẫn sáng, không có em anh vẫn có người yêu. Người yêu anh không đẹp bằng em lắm, nhưng người ấy hơn em bởi tấm lòng. Bây giờ mình quay lại chuyện tình yêu đi.
Dạ, trước giờ em chỉ yêu một người, yêu 6 năm. Nói chung là hồi đó em còn hơi vô tâm. Đặc thù công việc em cũng hay đi nhiều nữa, nên dần dần rồi cũng buông. Tiếc quá, một mối tình rất là 6 năm. Vô tâm là một điều không thể có trong một con người, đặc biệt là đối với tình yêu ha. Cố gắng là khắc phục cái đó nha. Dạ. Còn em sao hả, Lãng Phong? Dạ, mối tình sâu đậm nhất của em là kết thúc năm 2014. Em nghĩ là do tình yêu không đủ lớn để vượt qua những cái rào cản trong cuộc sống, nên là tụi em quyết định dừng lại. Rào cản lớn nhất chính là phía gia đình. Ờ, à, tức là gia đình dạ, không hợp nhau. Dạ đúng rồi. Chắc do tình cảm của tụi em chưa đủ lớn, vì lúc đó em vẫn còn khá trẻ, nên là khi mà dừng lại thì em độc thân tới giờ. Vậy thì tại sao, động lực nào em đăng ký tham gia chương trình? Tháng 10 này là em sẽ sang tuổi 28. Ước mơ bé bé của em trong việc gia đình đó là em sẽ sinh con trước 30 tuổi. Wow. Để cho em bé nó thông minh. Nên là em đăng ký tham gia chương trình này. Quyết định sinh bé trước 30 tuổi nha. Để chị qua coi mắt nhà trai coi thử sao nè. Chào em, Thuận Phong. Em thích công việc sáng tác gì? Bây giờ nghề chính của em là gì? Dạ em lại làm bên lắp ráp chị, lắp ráp thiết bị bên giàn khoan á. Giàn khoan dầu khí hả? Chính xác chị. À, vậy là em phải đi nhiều. Dạ đúng rồi, em đang ở sống và làm việc tại Vũng Tàu. Từ Vũng Tàu lên Sài Gòn tầm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Em thấy sao? Dạ thì khoảng cách không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả. Ồ, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em mong được giống chị Minh Hà đó. Trời ơi, nãy hát nhạc của anh Lý Hải, còn vợ thì thích giống Minh Hà. Chắc thần tượng hai vợ chồng nhà Hà Hải lắm hả? Dạ. Tật xấu nào của đàn ông mà em không thích? Em ghét nhất là đàn ông bạo lực. Với lại những cái tật xấu rất quen như là lăng nhăng hay là hay thả thính lung tung rồi đó. À, đời chị, mặt này là ra đường tán gái là cười nghe. Là... không phải, do em cũng... em lúc trước em cũng hay up status thả thính, không phải thả thính. Dạ mà em muốn up là kiếm người yêu mà sao ai cũng nghĩ em thả thính hết, nên bạn gái nói em mắc cười. Vậy là hay thả thính trên Facebook luôn đúng không? Dạ thì em ghi vậy thôi. Thả thính đi. Là ta chưa có người yêu. Dạ đúng từ rồi. Bữa nay bấm nút đi, không tha thính nữa. Đúng rồi anh Linh. Mà ta rải thính thôi. Làm phỏng vấn đàn trai dữ quá ha. Để anh Quang phỏng vấn đàn gái còn hợp với đàn trai không ha. Chào đàn gái. Chào anh. Bây giờ nói chuyện chắc em cũng cảm nhận được chàng trai này. Em thấy có một cái gì đó nó đồng quan điểm với mình hay không? Dạ em nghĩ có, đó là có một chút xíu máu nghệ thuật giống nhau. Với lại... em nghĩ là bạn em cũng là một người khá là tự do phóng khoáng. À, cũng hơi nhát gái chứ. Nãy giờ ngồi bên đây rất là rung hồi hộp, tay chân cứ bẻ qua bẻ lại hoài. Bây giờ ta sẽ hỏi thêm ý kiến người thân xem sao. Em đi với ai? Dạ em đi với Mự và hai bạn đồng nghiệp. Mời đại diện đàn trai. Dạ lời đầu tiên xin kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và toàn thể khán giả. Tôi tên là Vân, mợ của Cường. Tôi cũng hay hỏi Cường là có người yêu chưa, thì Cường bảo chưa. Thì tôi cũng bảo là hay cháu đăng ký cái chương trình này đi. Thì thấy chương trình này cũng xe duyên nhiều lắm. Thì Cường cũng mấy hôm trước thì Cường cũng thông báo là được chương trình chấp nhận rồi. Hôm nay đi ghi hình. Thì hôm nay qua buổi với anh nói chuyện với lại bé này thì thấy bé cũng dễ thương, năng động. Và giáo viên nữa thì mẹ Cường cũng là giáo viên. Dạ. Là cô giáo thì cũng hợp rồi đó. Cảm ơn chương trình đã ghép đôi cho hai cháu được gặp mặt ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn mợ. Mời đại diện đàn gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Nam Thư. Chào đàn Nam ạ. Em là đồng nghiệp của Nhung, cũng chị em trong tổ với nhau á, tổ Văn. Nhìn thấy bạn trai bên này á, về mặt hình thức và cách nói chuyện, bước đầu tiên thì thấy ổn, cho nên là hai em cứ tạo cho một cơ hội. Dạ, xin cảm ơn. Dạ cảm ơn cô ạ. Như vậy chúng ta đã trao đổi với nhau và nghe hai bên góp ý rồi. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ muốn tặng anh. Không biết là anh có hay đọc sách thôi. Có đọc Bác Nhân Tâm mà. À, dạ, là cuốn sách này có tên là Sài Gòn Ký Ức Ngược Thời Gian. Và em mong là cái món quà này sẽ là một cái kỷ niệm để những ngày về sau anh nhìn lại ngày hôm nay anh sẽ thấy nó là một ký ức đẹp. Cảm ơn nhiều nha. Tối anh ngủ, anh gối đầu anh ngủ ngon lắm. À, dạ. Em có thấy giống Minh Hà không? Dạ. Ừ, chào Nhung. Chào anh thích con gái cá tính hay nữ tính à? Thực ra thì cá tính hay nữ tính miễn tốt là được à? Không, em có cả hai cái đó. Khi mà nhìn vào cái ngoại hình của em thì mọi người sẽ thường có ấn tượng là rất là hiền lành nhu mì. Nhưng mà em thì em thiên về cá tính nhiều hơn. Vậy à? Dạ.
Anh sẽ thu xếp thế nào nếu như chúng ta hẹn hò? Một tháng lên chắc nếu mà cố gắng lên 2 lần. Anh ở khúc nào của Vũng Tàu à? Anh ở ngã ba Chí Linh á. Em biết không? Dạ không. À. Anh nghĩ thế nào nếu như lấy vợ xong thì vợ anh sẽ ở nhà và không đi làm? Anh chỉ sợ vợ buồn thôi, chứ thật ra đi làm là để tinh thần nó thoải mái. Vậy là anh sẽ khuyến khích vợ đi làm? Không, anh vợ ở nhà thì nhiều lúc khổ hơn cả đi làm. Nên anh muốn là nếu mà mình có đủ điều kiện á thì thôi sinh con thuê người giúp việc rồi vợ vẫn đi làm và mình vẫn đi làm. Bởi vì mình không đi làm á thì mình sẽ hay nghỉ lung tung. Cái thời gian rảnh là thời gian mình nghỉ lung tung nhiều nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Nên anh muốn như vậy. Em phải hỏi trước tại vì em sẽ đi làm và cái thời gian của em ở trên trường khá nhiều. Dạy ở trường cũng như là học sinh á, nó chiếm của em khá nhiều thời gian. Nên là nếu như mà quan điểm của anh mà muốn vợ ở nhà thì chắc là nó sẽ hơi khó. Nhưng mà rất may là anh lại muốn à. Không có. Anh thường sẽ làm gì nếu bạn gái giận? Thì bạn gái mà giận á, thường thường anh im lặng. À, anh im lặng. Còn không thì mình kể chuyện xàm xàm ấy cho cười. Cười là hết giận rồi. Em không thích cãi nhau, không thích lớn tiếng. Đúng rồi. Bây giờ mình đang nghĩ trong lòng thế nào về người đối diện? Mình nói một câu để chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chúc em bấm nút rồi nha. Đâu có được. Dạ. Đâu có nói bấm nút gì được. Ủa chứ sao? Bây giờ mình nói cái gì đó để người ta hiểu mình hơn. Anh thấy nói chuyện cũng hợp cho thời gian tìm hiểu. Nhớ bấm nút nha. Dạ. Trời ơi, nói gì vòng lại cũng bấm nút. Bây giờ hỏi câu cuối cùng nè. Thuận Phong. Dạ. Lãng Phong. Dạ. Hai bạn nhớ tên của nhau không? Tên thiệt á. Trần Văn Cường. Em có cái tật là hay quên, mới nãy em giới thiệu từ đầu rồi. Này bên này cũng nói là nọ não cá vàng cũng hay quên mà đúng không? Nhưng em hay quên thiệt. Em hay quên thiệt. Em đâu có giả vờ đâu anh. Em Hồng. Không đâu phải. Khi nói đến Trịnh Công Sơn hay nói tên gì đó? Trịnh Công Sơn hả? Ca sĩ nhất hát chị Công Sơn anh. Ca sĩ tại sao em lại phải mở như vậy nhỉ? Quỳnh như Quỳnh. Em không có nghe nhạc Trịnh. Chết rồi, này hẹn hò mai mốt có khi nào để quên em ở chỗ hẹn không? Ngọc Nhung. Đây đó, Ngọc Nhung, Hồng Nhung. Ừ. Dạ, nhớ Nhung. Chưa? Hồng Nhung nha. Rồi. Dạ. Nãy giờ tôi nhắc mấy lần đó, Hồng Nhung. Dạ. Yeah. Em hay quên. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Ủa? Cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Rồi, bây giờ các bạn để tay vào nút bấm. Cho rồi. Em nói thêm một câu được không? Rồi, mời em. Mình gặp nhau nó cũng là một cái duyên số. Thì chỉ cần anh cho số em sẽ khiến đôi mình nên duyên. Ồ, cảm ơn anh nhiều ha. Giờ bấm nha. Rồi, bắt đầu nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nghe tiếng bấm nút cùng một lúc nha. Yeah. Rồi, nắm tay nhau nào. Các bạn đều có tên là Phong. Nhưng hy vọng là cuộc tình các bạn sẽ êm ả, thuận theo gió mà đi ha. Chúc là hai đứa sẽ sớm có tin vui báo về chương trình nha. Bây giờ mình nói với chắc chắn là người nhà chúng ta đang xem. Mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò với nhau. Dạ, chào hai bác đang xem truyền hình. Bữa nay con Duy Nhung tham gia chương trình thì có bấm nút rồi. Nên cho con hẹn hò. Cảm ơn hai bác. Vậy được không anh? Được. Dạ. Hứa gì với hai bác nữa chứ? Dạ thiệt ra trước giờ em không hứa. Bởi vì em rất là sợ thất hứa. Em sẽ làm nhưng em không hứa. Em sẽ làm. Dạ. Làm tốt những gì mình nói nãy dạ, giờ đúng, dạ. Rồi bây giờ hung cái đánh dấu cuộc tình. Anh hô lên trán em nè. Cảm ơn nha. Không được. Không trán là không được. Chúng ta không có trân trọng với tình những cái giây phút này. Cảm ơn anh. Tình yêu mà. Tao lên Facebook thả thính mạnh miệng lắm mà. Bắt đầu đi. Không đi.
Dễ thương lắm á, có duyên lắm á. Những cái điều mà nãy giờ mình nói, mình cố gắng thực hiện như vậy. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Cố lên nha chàng trai. Dạ. Đây là quà, hãy đọc kỹ cuốn sách này. Khi đọc hãy nhớ về Hồng Nhung nha. Dạ dạ. Nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường còn lại. Vậy đâu nắm được. Bằng mọi giá phải nắm, trong bất kỳ điều kiện nào, khó khăn nào cũng phải nắm. Dạ đúng rồi. Tìm cách nắm đi. Thôi cho đi xuống đi anh, nặng tội nghiệp. Kệ nó. Bên này nhiều đồ lắm. Tình yêu nó phải thử thách như vậy. Đó. Rồi tình yêu nó phải là như vậy. Đúng rồi. Cứ đi xuống dưới kia.